chào tất cả các bạn. Du học đang là một xu hướng rất phát triển ở Việt Nam hiện nay và rất được các em học sinh quan tâm, nhất là các em học sinh lớp 12 sắp hoàn tất chương trình giáo dục trung học phổ thông. Và đối với nước Mỹ là một cường quốc về kinh tế, quân sự, kỹ thuật v.v. thì nước Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu về du học hiện nay. Tuy nhiên thì việc chọn trường cũng như là làm thủ tục cho đến khi đến được nước Mỹ và hoàn thành khóa học thì không đơn giản, nên bạn cần chuẩn bị chu đáo cho lộ trình du học dài hạn của mình đó. Thì trong chương trình tìm hiểu du học ngày hôm nay, Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xin chia sẻ cho tất cả các bạn một ngôi trường uy tín và chất lượng chuyên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Đó là ngôi trường McNeese State University. Thì trường nằm tại thành phố xinh đẹp Lake Charles, phía tây nam Louisiana. Với khí hậu ấm áp quanh năm, trường chỉ cách Houston, Texas là 2 tiếng rưỡi đi tàu. Khuôn viên chính của trường thì rộng tới 165 hectare, cũng có 46 tòa nhà học tập và nghiên cứu. McNeese State University được xếp vào danh sách những trường nổi danh nhất nước Mỹ. Trường còn là một trong những trường đại học công lập có đội ngũ giảng viên tốt nhất tại bang Louisiana tại Mỹ. Ngoài ra thì trường còn hấp dẫn các sinh viên bản xứ và du học sinh quốc tế bởi hệ thống học xá, trang thiết bị tiện nghi và hiện đại. Chương trình đại học và thạc sĩ ở trường thì không yêu cầu chứng chỉ TOEFL. Sinh viên chưa có điểm này thì sẽ được học một khóa tiếng Anh tại trường do tập đoàn Anh ngữ ESLI cung cấp. Hoàn tất cấp độ Advanced, sinh viên sẽ được chuyển tiếp thẳng lên đại học hoặc là thạc sĩ. Đối với chương trình đào tạo thì trường đào tạo mạnh về ngành nghiên cứu, khoa học kỹ thuật và kinh tế. Các chương trình mà trường đào tạo thì bao gồm các cấp độ là từ đại học cho đến thạc sĩ. Chương trình đại học thì các bạn sẽ được học các chuyên ngành như là kế toán, nghệ thuật, hóa sinh, kỹ sư hóa học, xây dựng dân dụng, khoa học máy tính, giáo dục, kỹ sư, báo chí, marketing, nông nghiệp, quản trị kinh doanh, sinh học, hóa học, truyền thông, kinh tế và tài chính, điện dân dụng, quản trị nhân sự, quản lý và âm nhạc. Thạc sĩ thì bao gồm chương trình là quản trị kinh doanh là MBA với các chuyên ngành là giáo dục, kinh doanh, truyền thông, khoa học máy tính, kỹ thuật hóa học, xây dựng, kỹ thuật điện, cơ khí, công nghệ giáo dục, khoa học môi trường, hóa học, tâm lý học và toán học. Đối với học phí thì đại học sẽ có mức học phí là 9.113 đô la trên một năm và thạc sĩ sẽ có mức học phí là 9.303 đô la trên một năm. Còn về phần học phí cho sinh viên có học bổng thì phần học phí này sẽ được xếp dựa trên điểm tổng kết mỗi học kỳ của sinh viên trong thời gian học tại trường. Chương trình đại học thì sinh viên đạt được là 2,5 điểm GPA sẽ nhận được học bổng nửa phần, học phí chỉ còn là 5.986 đô la. Còn sinh viên đạt được điểm GPA là 3.0 sẽ nhận được học bổng toàn phần và học phí lúc này chỉ còn là 3.220 đô la. Đối với học phí cho chương trình thạc sĩ thì sinh viên đạt được điểm là GPA là 2.75 sẽ nhận được học bổng của nửa phần. Học phí chỉ còn là 6.012 đô la. Còn đối với sinh viên đạt được điểm GPA là 3.0 thì sẽ nhận được học bổng toàn phần và học phí lúc này chỉ còn là 3.245 đô la. Còn đối với yêu cầu đầu vào của trường đại học McNeese State thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm GPA là 2.5. Trường không yêu cầu điểm TOEFL cho sinh viên hoàn tất cấp độ Advanced của khóa tiếng Anh ESLI. Tại trường không yêu cầu điểm TOEFL, điểm GMAT hoặc là điểm RE cho các sinh viên học khóa học tiếng Anh ESLI cho các ngành học bậc thạc sĩ. Và điểm GMAT hoặc là điểm RE sẽ được bổ sung trong thời gian sinh viên học tiếng Anh của ESLI ở cấp độ là Advanced. Về kỳ nhập học của trường đại học McNeese State thì gồm có là kỳ xuân là vào tháng 1, kỳ hè là vào tháng 6 và kỳ thu là vào tháng 8. Cuối cùng là về hồ sơ du học Mỹ mà bạn cần chuẩn bị. Đầu tiên là về hồ sơ học sinh, các bạn cần chuẩn bị là passport, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ cấp 2 và cấp 3, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng, bằng cấp Anh ngữ, giấy khen, các loại bằng cấp khác đã đạt được nếu có. Hình thì các bạn cần chuẩn bị là hình 5x5 là 4 tấm. Thứ hai là về hồ sơ tài chính thì bao gồm là sổ tiết kiệm, giấy xác nhận số dư tiền gửi, giấy xác nhận chủ quyền nhà cửa đất đai, giấy tờ liên quan đến công việc người bảo trợ. Vâng, thì đó là những thông tin thật sự bổ ích của trường đại học McNeese State mà trong chương trình tìm hiểu du học Mỹ ngày hôm nay Tân Đại Dương muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Và để được giải đáp nhiều hơn về hồ sơ cũng như là thủ tục du học Mỹ ra sao thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại tư vấn trực tiếp là 0838484879. Ngoài ra Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi giới học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và các bạn thân mến, thì để giúp các bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ có thêm kinh nghiệm cũng như là tự tin khi vào phỏng vấn với lãnh sự, thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Thảo Vy. Thảo Vy vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Thảo Vy để tìm hiểu xem là quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của Thảo Vy thì như thế nào nhé. Chị chào Thảo Vy. Dạ, em chào chị. Em tên là Lê Tường Thảo Vy, hiện tại thì em đang là năm 2 của trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành kế toán. Thường thường thì em chỉ thích nghe nhạc siêu phim bình thường. Cái cảm nhận của Thảo Vy khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào ạ? Em run lắm chị, tự nhiên sung sướng lắm, đi ra ngoài nhảy tưng tưng tưng. Tự nhiên nó vui nó không biết cái gì luôn. Cái người mà em chia sẻ cái niềm vui này đầu tiên là ai? Dạ là mẹ, chạy ra nói với mẹ, xong cái mẹ gọi cho ba, rồi gọi tùm lum tùm ba. Vậy là cái đầu tiên là mẹ đã thông báo với gia đình rồi. Dạ. Cho chị hỏi em là cái lý do là sao Thảo Vy lại chọn Mỹ để du học? Tại vì là từ nhỏ là em hay xem phim ở phim Mỹ á, tự nhiên cái thấy thích, cái xong cái lớn cái là thấy tự nhiên cái thấy là ngành giáo dục là rất là tốt, thấy kinh tế nó phát triển rồi nó rất thấy nó phù hợp với ngành của em, với lại tại học và học ở đây thì nhiều khi là sau này ra trường thì mình ít có xin được việc hơn là học ở Mỹ về thì xin được việc tốt hơn, nên là em thấy là tốt nhất là nên đi du học. Học ở Mỹ thì mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn, kiến thức thì nó tốt hơn. Lúc nãy là Thảo Vy vừa chia sẻ là ở đây thì em đang học năm 2 trường Tôn Đức Thắng với là ngành kế toán, thì không biết qua Mỹ là mình có học tiếp chuyên ngành đó không em? Dạ có, em qua Mỹ em sẽ học tiếp kế toán ở trường Tulsa Community College ở Oklahoma. Trường Tulsa Community College thì có hơn là 45 năm là kinh nghiệm rồi, thì nó nằm ở trong một trong hai thành phố mà lớn nhất của cái bang Oklahoma luôn. Đó cũng là cái trường mà trường cao đẳng là 2 năm mà lớn nhất ở trong cái bang đó. Thì mỗi năm thì nó sẽ có thêm khoảng là 30.000 học sinh, tức là tạo hơn 230 ngành luôn. Mà ngành của em thì một trong những thế mạnh của trường, nên là em cảm thấy là trường này rất là phù hợp với em, rất là tốt. Trường này thì thường trong nhiều năm liền á, nó được xếp vào trong top 3% và những trường cao đẳng của cộng đồng mà tốt nhất của Mỹ. Qua Mỹ là em sẽ thuê căn hộ chung cư kiểu như thuê phòng ở chung với bạn du học sinh khác. Bây giờ đã có visa rồi thì là chuẩn bị đi du học, thì em có cảm giác như thế nào? Thấy vui, tự nhiên thấy nó hồi hộp sao sao, không biết diễn tả sao. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á, thì em thấy mấy chị rất là tận tình. Chị Thúy là hướng dẫn em nhiều cái lắm. Ví dụ như nhiều khi chị đang có khách hay là gì đó mà em có khách mà em hỏi, chị vẫn vui vẻ trả lời giải đáp thắc mắc của em. Rồi chị giúp em trong nhiều cái lắm, chị giúp em học phỏng vấn, giúp em điều chỉnh một số thứ nè. Rồi mấy chị giúp em là nâng cao cái trình độ tiếng Anh nè. Rồi khi có trước khi đi phỏng vấn là em phải được học với anh Bảo Anh, thì anh Bảo Anh giúp em là tự tin hơn nè, kiểu như là em thấy mình tự tin hết, không có run, không có lo sợ. Ảnh giúp em giải đáp mấy cái thắc mắc là khi phỏng vấn là không có được sợ người ta giống như mình. Rồi anh giúp em tự tin nhiều lắm. Rồi học anh Khôi thì anh Khôi giúp em là tìm hiểu thêm, rồi là giải đáp nhiều cái. Nói chung anh Khôi đưa nhiều câu hỏi rất là hay. Rồi thấy như là nếu mà không đi học thì nhiều khi vô phỏng vấn em biết trả lời sao. Nên là em thấy là học ở Tân Đại Dương rất là thú vị và đi học vui lắm. Nói chung thích đi học chứ không phải là kiểu như là lên lớp ngồi ghi cho chép gì mà ngồi nói chuyện rồi trao đổi là vui lắm. Khi phỏng vấn mấy câu hỏi của lãnh sự thì dễ lắm, người ta cũng hỏi xung quanh mấy câu hỏi mà của Tân Đại Dương giúp em đã học thôi. Người ta hỏi mà chủ yếu là mình phải tự tin, mình trả lời rõ ràng, to rõ ràng thôi, chứ thiệt ra thì người ta không hỏi khó. Người ta hỏi mà giờ mình thấy run, mình thấy khó rồi chứ không phải khó. Mấy câu hỏi của anh đó thì anh Hoàng nói là mấy con là chắc chắn, thì vô sẽ phỏng vấn thì lúc bay luôn, vô là chắc chắn là có luôn. Là anh Hoàng dạy bao nhiêu câu là vô đó là hết, là gần 90% là có lúc phỏng vấn rồi. Nên là chủ yếu là em về em học mấy câu anh của anh đưa, nên là vô là không có sợ gì đó. Cái nói chung là hồi trước kia, trước khi học của anh Hoàng, anh là cứ cầm cái câu hỏi là cứ đọc đi đọc lại, rồi cứ học thuộc lòng á. Nhưng học anh Hoàng xong anh tự nhiên thấy không cần thuộc lòng, mình cứ nói có sao nói vậy, có thiệt mà mình đàng hoàng, mình nói chính mà cứ nói thoải mái, nên là thấy nó tự tin lắm. Ở Tân Đại Dương thì em hay thấy trên mạng, rồi bạn bè em cũng nói, rồi người nhà em cũng nói là
thôi ta làm với Tăng Đại Dương đi, Tăng Đại Dương tốt, hồi giờ nghe Tăng Đại Dương không thôi chứ không nghe mấy kia. Tốt nhất mình nên tin tưởng một cái một chỗ thôi, tốt nhất là Tăng Đại Dương. Thì sau đó dì em có đi làm với Tăng Đại Dương thì dì em cũng tin tưởng nhiều lắm, kia con cứ tin tưởng mấy chị đi, rồi rồi xong em cũng gọi là họ đi làm chị Thúy, rồi em thấy tin tưởng nhiều. Trước em thì bạn bè em đã có ai là từng làm hồ sơ cho Tăng Đại Dương chưa? Dạ bạn bè em thì có, cũng là cách đây 2-3 tháng trước đây cũng đậu, cũng đã học ở bên đó. Em nói Tăng Đại Dương làm tốt, cái mà em mới nói là vô Tăng Đại Dương đi, cho Tăng Đại Dương chắc chắn là đậu á, không có rớt đâu, cứ vô đi đừng có lo, vậy có mấy chị lo rồi, mình chỉ phần việc mình học thôi, chứ còn lại là mấy chị giúp đỡ nhiều lắm, cứ vô đi không sao đâu. Thì thôi để vô xem thử, chắc chắn 100%. Đầu tiên là em qua đó là em sẽ học 2 năm ở trường cao đẳng Tu Xà. Sau đó thì 2 năm sau thì em sẽ chuyển vào một cái trường đại học là trường University of Oklahoma, học cũng tiếng ngành kế toán. Rồi sau đó thì em sẽ về lại Việt Nam làm việc ở đó. Bây giờ đã có visa rồi thì Thảo Vy có lời khuyên hay là những cái kinh nghiệm nào muốn gửi đến các bạn mà sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Khi mà xin visa thì trước tiên là các bạn phải nghĩ tới Tân Đại Dương. Tại vì làm ở Tân Đại Dương rất là đảm bảo, các bạn không có lo sợ gì hết, và mấy anh chị đây là sẽ giúp mấy bạn tự tin nhiều lắm, giúp mấy bạn giải đáp nhiều thắc mắc, một câu hỏi là khi lãnh sự quán là hỏi gì chắc chắn Tân Đại Dương sẽ giúp mấy bạn. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là khi vô phỏng vấn mấy bạn đừng cái luôn sợ gì hết, cứ tự tin mà trả lời, luôn thì có luôn nhưng mà đừng có thể hiện ra ngoài, cứ thở đều, đừng có thể hiện ra ngoài, cứ nhìn thẳng mắt lãnh sự quán mà trả lời. Mình cũng phải cười tươi với họ, rồi nhiều khi cũng có vài câu mình nói đùa với họ thì họ cũng thấy vui vẻ hơn, thì chắc chắn họ sẽ giúp mình, họ sẽ cho mình đậu. Còn vô mà cứ trả lời lấp bắp là chắc chắn là thấy là không có đủ tiêu chuẩn, là không có được. Hy vọng với những chia sẻ của Thảo Vy thì những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ cũng có thêm kinh nghiệm để mà vào phỏng vấn tốt hơn. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì một lần nữa là cảm ơn niềm tin của em cũng như gia đình đã đặt ở Tân Đại Dương. Và công ty Tân Đại Dương thì cũng giúp em qua Mỹ học tập thật là tốt nha. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thảo Vy chia sẻ về quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Mỹ như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.